VinFast VF3 lộ diện giá dự kiến từ 250 triệu đồng. Vừa qua trên nhiều diễn đàn về ô tô đã lan truyền hình ảnh được cho là bản giá dự kiến của VinFast VF3. Theo bản giá này, VinFast VF3 bản bay có giá là 250 triệu đồng không kèm pin hoặc 300 triệu đồng kèm pin. Còn bản Plus có giá bán là 300 triệu đồng không kèm pin hoặc 350 triệu đồng kèm pin. VinFast VF3 được phát triển dựa trên nghiên cứu về nhu cầu và thói quen đi lại của người Việt.

giúp người dùng dễ dàng di chuyển ở những cung đường nhỏ hẹp và đông đúc. Mặc dù có kích thước nhỏ nhắn, nhưng Vinfast V3 vẫn có không gian nội thất 5 chỗ ngồi. Nội thất của V3 gây ấn tượng với đồng hồ điện tử với lăng vắt đá hiện đại thích hợp nút cảm ứng. Xe không có màn hình giải trí và bị đề tay trung tâm. Nhiều khả năng phiên bản sản xuất của V3 sẽ được trang bị phanh tay điện tử và cần số dạng nút bấm. So sánh với mẫu xe điện của Trung Quốc, mức giá khởi điểm từ 250 triệu đồng của V3 cao hơn Wuling quang Mini EV. mỗi xe này có giá dao động từ 239 tới 279 triệu đồng. Nhưng sự chênh lệch là không đáng kể. Bù lại, mỗi xe điện mang thương hiệu Việt Nam có tầm vận hành lên đến 285 km theo chương trình kiểm nghiệm của Trung Quốc và lên đến 237 km theo chương trình kiểm nghiệm của châu Âu. Trong khi đó, quãng đường di chuyển tối đa của Wuling Hongwang Mini EV chỉ là 120 km cho mỗi lần sạc đầy. Hiện tại, VinFast đã nhận đặt cọc VF3 thông qua hệ thống đại lý trên toàn quốc. Hãng cho biết xe sẽ được bàn giao tới tay khách hàng Việt Nam vào quý 3 năm nay. Ngoài ra, VinFast cũng đang lên kế hoạch giới thiệu VF3 tại Mỹ.